Đang xem livestream ngày hội Mắt Hanai năm 2019 đang diễn ra tại Aeon Cinemon Tân Phú. Và sau đây chúng ta sẽ có một buổi chia sẻ với lại diễn viên MC Bình Minh. Dạ xin chào anh Bình Minh ạ. Rất vui vì sự có mặt của anh ở ngày hội Mắt Hanai năm 2019. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của anh khi được mời làm đại sứ của chương trình năm nay không ạ? Vâng, lời đầu tiên thì cho phép Bình Minh gửi đến toàn quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Vâng, đây là năm thứ 7 Bình Minh làm đại sứ của Mắt Hanai trao yêu thương nhận hạnh phúc. Thực sự là mỗi một năm thì đều có một cái cảm xúc khác nhau và mình hết sức là vinh hạnh khi được báo chọn là một trong những đại sứ của Mắt Hanai trao yêu thương nhận hạnh phúc. Và đây là năm thứ 7 rồi thì cảm xúc vẫn đong đầy như ngày nào, và mỗi qua mỗi một năm thì cảm xúc nó càng nhiều hơn và đầy đặn hơn và tròn trịa hơn. Và xin được cảm ơn báo rất là nhiều, và mình mong muốn là qua một phần tiếng nói của mình để cùng kêu gọi mọi người để cùng chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Em xin cảm ơn câu trả lời của anh ạ. Và anh có suy nghĩ gì á anh về cái thông điệp của năm nay, đó là kêu gọi mọi người phải tránh lãng phí, phải tiết kiệm và để quyên góp cho những cái sự hỗ trợ đó đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, là những em nhỏ của tai nạn giao thông không ạ? Vâng, với năm nay là kêu gọi mọi người tránh lãng phí và hãy cùng tiết kiệm. Đây là một thông điệp hết sức là ý nghĩa và vô cùng nhân văn. Trong cuộc sống của chúng ta thì cần càng phải tiết kiệm. Với những người có điều kiện thì càng phải tiết kiệm nhiều hơn, bởi vì xung quanh chúng ta thì còn có rất nhiều những người có hoàn cảnh đang khó khăn. Và mình có một điều gửi gắm nữa đến với tất cả các bạn, những người đang có hoàn cảnh khó khăn, thì cuộc sống thì chúng ta luôn luôn có nhiều những cung bậc khác nhau, thì không ai gọi là lúc nào cũng gọi là được sung sướng hết cả, đều có những cung bậc cảm xúc và lúc lên lúc xuống và đều trải qua giai đoạn khó khăn. Và cái điều quan trọng là trong cái giai đoạn khó khăn này chúng ta cần phải giữ vững tinh thần, có niềm tin vào cuộc sống và cần phải nghị lực nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa. Và các bạn tin vào xung quanh chúng ta còn có rất nhiều những vòng tay yêu thương để cùng chung tay, cùng giúp đỡ, để cùng nắm tay nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Rất xin cảm ơn những cái chia sẻ chân thành của anh, và thay mặt chương trình em xin một lần nữa cảm ơn anh sâu sắc vì đã có sự góp mặt của anh ngày hôm nay, đã góp phần cho chương trình ngày càng lan tỏa rộng rãi hơn nữa đến mọi người trên mọi miền đất nước, để cùng chung tay chia sẻ những em nhỏ đang có những cái thiệt thòi, những mất mát cho tai nạn giao thông. Vâng, em xin cảm ơn anh rất nhiều ạ.